Hello. Quán. Quán. Đi ra rồi. Giống như giọt nước ở dưới sao? Tiếc ơi xuống xem hai đứa em chị vô Tiếc ơi. Giọt nước đây nè. Mẹ tìm hả em? Dạ. Thấy gì hả chị? Hả? Chị lấy cái gì bên cu hả? Không có. À, ra xem hả? Kia hôm nay để thằng Giang đài á. Già hết rồi mà. Nhỏ y nó chờ hối ổng ra ổng làm này rồi ổng đi chứ không để lên nó vừa tới Tết nữa thôi cái mặt không còn cái gì nữa. Nhỏ mới đi còn mà. Họ đi chưa hả? Ừ. Mặc quần lại chưa? Cái chỗ đi mẹ đang làm. Cho cô học yêu anh. Cho cô học nước anh như mẹ. Chút nữa là con. Ừ, lấy đi. Mở nhỏ thôi nha chứ. Dạ. Cái mà mình xóa một rùi đó bên em có làm không? Dạ không rồi. Ở đây ở đâu em? Đây mình xóa ở đâu? Thì đó nói chung là mình thì trong huyện cũng có nhiều chỗ làm chứ mà em không dám giới thiệu ai hết tại vì kêu nói chung một rùi thì kiểu xóa phải để ý cho nó trúng huyệt nó cũng vấn đề.
xó sâu lắm rồi hả đâu. Tùy cá chị. Em sợ làm trúng huyệt cũng đồ, không dám làm. Giờ huyệt cũng đầy người làm, mình cũng biết ai làm ok. Chú này con có cầm cái ba lô đi không cô? Ừ. Vậy chú má bỏ đồ hết vô một chỗ rồi con chút nữa con cầm đi nha. Ừ. Đi chết về có nhớ không cô? Không. Nhìn hẳn lại. Chà, mặt chi ra mà kính đi. Chết. Đen hết luôn. Già lắm rồi. Anh đã trồng phải hơn 1 năm rồi mới đi nặng. Hôm bữa trước thấy em đăng lên cái gì? Tiểu mẫu. Để hỏi cho để đi ra ái mà bữa nó ra hình như đông quá là nó về hay sao không biết, bữa nó ra không làm được tới bữa nay luôn. Không gì hả? Ừ. Thì cứ vô chứ. Cái chừng khi thấy xe đông mà trong là ít khách, xe nhà nhiều, thấy kệ nó vô. Bữa mùa cạn kêu để nó ra nó làm xong rồi đi nay là 1 tháng rồi. Làm gì hả chị? Làm dưa cho Hồng Phương á. À. Đây chắc con mấy đứa để xe nếp nếp tí. Dẹp qua bên nha, nhìn về tràn lan nó khách là nhìn tưởng đông khách không dám vô thì. Năm mấy người vậy rồi chứ. Ừ. Cứ họ tưởng đông khách, xe đông quá, vô có mấy khách thôi. Chị Tiết ơi, phụ kinh giùm với. Nuôi tốt. Đoàn tiền theo người có người không, đâu mà người nào cũng có đâu thì. Dạ, tùy chứ. Người là nhiều hơn cái này nữa. Mấy cái chấm đen đó là nó già hết rồi hả em? Dạ, hụt đã già hết rồi, không có cái nào non đâu. Để mai mốt cũng thành tàn nhang ấy. Ừ, để lâu mà không nặng đâu, thành tàn nhang. Trước rồi. Tay mình nặng vô không có giáo hết à. Bởi vậy mới có nghe nặng mụn chứ. Bé này nó quay gần nhìn cái mụn nó to. Bằng đôi cho con.
cho gì nữa. Chỗ này đừng có động mẹ. Mẹ con đi học. Chuẩn bị mẹ đi rồi, mẹ chở con đi vô trong kia con học. Tính để đi vô trong kia con học. Mẹ chuẩn bị xong rồi nè. Đi mặc áo đi, mặc áo đi, khẩu trang rồi đi nè. Đi. Đi vô kia mẹ cho học. Nhưng mà chuẩn bị đi rồi, xong rồi mẹ xong rồi. Cô nó có cái bóp hay cái gì ta? Đừng có đụng vào mẹ kia. Con đi ra đây. Hứa cái gì? Nói đàng hoàng không nghe. Dạ phải. Ở nhà dặn mấy đứa đi chích thuốc. Này Tim, mẹ đặt người hỏi có phải số tình huy không vậy chứ? Này giả tiếng nữa chứ. Lẽ à, ai nghe tao? Rồi con đứng im đó, con chờ mẹ con một tí. Đừng có động vào mẹ nghe, đừng có động vào mẹ. Chút nữa rồi đi vô kia mẹ cho học đã luôn. Không cho. Em đi làm biết cái có rồi. Không cho ba học sao? Sáng giờ cũng luôn đi dặn mấy đứa đi chích thuốc rồi ra làm bỏ nhà để ai kêu đi kiếm tiền mà không thấy ai kêu hết này. Cửa mấy ngang nó bỏ mà ở nhà biết nửa giờ nè.
Đi ra cho tôi giùm cái, trời ơi. Đi cái chắc.